Chiều ngày 14 tháng 1 tại huyện Lang Chánh, Hội đồng Nhân dân huyện Lang Chánh đã tổ chức giao ban các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cụm 11 huyện Miền Núi và huyện Thọ Xuân. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân 11 huyện trong cụm gồm Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lạc, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cầm Thủy và Thọ Xuân theo báo cáo tại hội nghị trong thời gian qua, với sự nỗ lực cố gắng của thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới, dành nhiều thời gian hơn để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân đã được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng của các cuộc giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri tiếp công dân hiệu quả thiết thực hơn theo hướng tổ chức nhiều điểm tiếp xúc không trùng lặp tại các thôn bản khu phố, thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ của thường trực hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về nội dung. Mời Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại một số xã thị trấn để tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và giải quyết các kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện dành nhiều thời gian để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo gửi đến đại biểu kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong cụm đã chủ động tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Bên cạnh đó, trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện đã thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu 30A chủ động tham gia giám sát với thường trực và các ban hội đồng nhân dân tỉnh tham gia với ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh giám sát ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tham gia giám sát, khảo sát cùng với Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình 30A, chương trình 135 và chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới ở 11 huyện miền núi. Việc giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện trong cùm tiến hành theo quy trình chặt chẽ, và quyết định dựa trên cơ sở pháp luật, ý kiến của các thành viên thường trực hội đồng nhân dân và báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân đã phát huy được vai trò của tập thể thường trực hội đồng nhân dân huyện trong việc trực tiếp xem xét, quyết định các nội dung công việc đảm bảo khách quan, toàn diện, dân chủ. Tại hội nghị các đồng chí đại diện các ban hội đồng nhân dân huyện trong cụm đã phát biểu trao đổi thảo luận về chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra báo cáo của các ban hội đồng nhân dân huyện. Từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân cụm 11 huyện miền núi một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát